Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin cuộc đấu Donald Trump, Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới chống bê bối hay trốn trách nhiệm. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ngừng cung cấp tiền cho Tổ chức Y tế Thế giới, trong khi chính quyền của ông đang xem xét các hành động của tổ chức này. Ông đã cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới quản lý yếu kém và che đậy sự lây lan của virus corona sau khi nó xuất hiện ở Trung Quốc và đã không ép Trung Quốc cần phải minh bạch thông tin hơn. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới Tedros. Điều này đã diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ có nhiều ca mắc cúm Vũ Hán nhất và số người chết cao nhất thế giới hiện nay. Và chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứng chịu chỉ trích về cách hành xử đối với đại dịch. Không có gì đáng ngạc nhiên hơn khi quyết định của ông Trump đã thu hút sự chỉ trích rộng rãi cả ở trong và ngoài nước, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, các nhà tài trợ lớn, các chuyên gia y tế và đồng minh châu Âu đã cam kết tiếp tục ủng hộ cho Tổ chức Y tế Thế giới vào thời điểm đầy khó khăn này. Trung Quốc, nước mà nhiều người coi là mục tiêu thực sự của cuộc tấn công của ông Donald Trump, cũng đã phản ứng nhanh chóng và quyết liệt. Tân Hoa Xã đã thể hiện sự phẫn nộ rõ nét nhất trong quyết định của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời tránh đề cập đến những điều mà ông phàn nàn về Trung Quốc. Thông tin cho biết, trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch này, Tổ chức Y tế Thế giới rất cần các quỹ để phát triển vaccine, cung cấp đồ bảo hộ cá nhân và hỗ trợ cho các nước kém phát triển hơn. Tân Hoa Xã đã đăng tải nội dung thông tin như vậy. Vào thời điểm quan trọng này, Hoa Kỳ không chỉ không đóng góp cho nỗ lực này mà họ còn ngưng hỗ trợ Tổ chức Y tế Thế giới. Hành vi xấu như vậy đi ngược lại các nguyên tắc nhân đạo. Thông tin cũng cho biết từ phía Trung Quốc. Và các nhà bình luận khác cũng tham gia, chẳng hạn như Tống Lỗ Trịnh, sống ở Pháp nhưng làm việc như một nhà nghiên cứu tại Đại học Phục Đán ở Thượng Hải, viết như sau. Khi Trung Quốc vẫn tự chống dịch, Tổ chức Y tế Thế giới đã ca ngợi Trung Quốc về các biện pháp tích cực của họ và khuyến nghị thế giới nên học hỏi. Điều này làm cho một số chính trị gia và truyền thông ở châu Âu và Mỹ không hài lòng bởi vì nó không phù hợp với các giá trị và cách diễn giải của họ. Và đối với Hoa Kỳ, nếu họ có thể phá bỏ Tổ chức Y tế Thế giới thì điều đó là bác bỏ hiệu lực về kinh nghiệm chống dịch của Trung Quốc và họ đã thành công trong việc đẩy trách nhiệm của họ sang cho người khác. Ông Tống Lỗ Trịnh đã viết như vậy. Đây là hình ảnh lời kêu gọi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros từ chức đến nay đã sắp xỉ 1 triệu người ký tên, mặc dù trang này bị chặn ở Việt Nam và Trung Quốc. Tôn Vận, nhà nghiên cứu cấp cao và cũng là giám đốc chương trình nghiên cứu Trung Quốc tại trung tâm Simpson, Washington, DC đưa ra nhận xét như sau. Một số quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới về cúm Vũ Hán mà mọi người đã nghi ngờ bao gồm kêu gọi các quốc gia khác đừng phản ứng quá mức với cúm Vũ Hán vào tháng 2 và quyết định của họ về việc hoãn gọi đây là đại dịch toàn cầu. Chúng tôi không biết liệu các quyết định này có là động cơ chính trị hay không, nhưng chúng tôi đã trùng lập và lập trường của Trung Quốc tới nhiều mức rằng nghi ngờ là hợp lý. Và một số quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới về cúm Vũ Hán mà mọi người đã nghi ngờ bao gồm việc kêu gọi các quốc gia khác đừng phản ứng quá mức với cúm Vũ Hán vào tháng 2 và quyết định của họ về việc hoãn gọi đây là đại dịch toàn cầu. Chúng tôi không biết liệu quyết định này có động cơ chính trị hay không, nhưng chúng tôi đã trùng lập với lập trường của Trung Quốc nhiều tới mức rằng sự nghi ngờ là hợp lý. Tôn Vận đã nói với tôi trong một cuộc họp phỏng vấn như vậy. Và đúng là Trung Quốc đã có mối quan hệ làm việc rất tốt với ông Tedros, đương kim Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới. Ông đã đến Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 1 và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong một bài phát biểu tại Geneva vào ngày hôm sau, ông đã ca ngợi ông Tập vì sự lãnh đạo của ông, gọi đó là chuyện hiếm và đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc như sau. Trung Quốc đã xác định mầm bệnh trong thời gian kỷ lục và chia sẻ nó ngay lập tức. Điều này dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các công cụ chuẩn đoán. Họ hoàn toàn cam kết về tính minh bạch cả bên trong lẫn bên ngoài. Ông Tedros đã nói như vậy. Và nhiều người sẽ chỉ ra rằng Trung Quốc có thể đã chia sẻ thông tin với Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng Bắc Kinh đã không thông báo cho người dân của mình đủ sớm để mức độ nghiêm trọng của virus vào tháng 1. Đây là hình ảnh phòng thí nghiệm tại Trung Quốc, Trung tâm Y tế Lâm Sàng tại Thượng Hải, nơi công bố trình tự gen của virus corona chủng mới bị đóng cửa và ngừng hoạt động vào ngày 12 tháng 1, một ngày sau khi nhóm nghiên cứu của giáo sư Zhang Zhongshen công bố trình tự gen của chủng virus mới trên nền tảng mở. Trung tâm không đưa ra bất kỳ lý do cụ thể nào về việc đóng cửa phòng thí nghiệm để cải chính.
Thay vào đó, họ khuyến khích và khiển trách những người cố gắng đưa ra cảnh báo, bịt miệng các bác sĩ muốn báo cáo các ca bệnh tại bệnh viện và làm dịu bớt đi cuộc khủng hoảng, để rồi mọi người lại chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra. Và thiếu minh bạch là một trong những lời chỉ trích nhắm vào Trung Quốc, bao gồm cả số người chết. Một số cơ quan truyền thông của chính quyền Trung Quốc đã thực hiện phóng sự dẫn nguồn là nhân viên y tế về báo cáo thiếu về số ca chết do nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Và có lẽ không phải ngẫu nhiên mà vài ngày sau tuyên bố của ông Trump, Trung Quốc đã sửa đổi số người chết ở Vũ Hán thành 3.869 trường hợp, tăng những 50%. Trung Quốc khẳng định điều này là do báo cáo thiếu thay vì che giấu. Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump không thấy ấn tượng. Ông nói, rất nhiều điều kỳ lạ đang xảy ra, nhưng có rất nhiều cuộc điều tra đang diễn ra và chúng tôi sẽ tìm ra. Chính phủ Pháp và Anh cũng đã đặt câu hỏi về cách hành xử đối với dịch bệnh của Trung Quốc. Và Tôn Vận từ trung tâm Stimson không nghĩ rằng Trung Quốc sẽ hợp tác dưới bất kỳ hình thức điều tra nào về hành vi của mình, nhưng sẽ có việc giả soát và lại lập trường và tuyên bố sự không nhất quán và chính sách của Trung Quốc để đưa ra kết luận về những gì Trung Quốc đã làm sai. Điều này không phụ thuộc vào sự hợp tác của Trung Quốc, bà Tôn Vận đã nói trong một cuộc phỏng vấn như vậy. Vụ việc liên quan đến Tổ chức Y tế Thế giới chỉ là một trong chuỗi các cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong thời gian gần đây. Vương Lập Tư, giáo sư tại trường nghiên cứu quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, dự báo trong tương lai của mối quan hệ song phương đang đi đến một giai đoạn đầy bão tố. Vị giáo sư này nói, sự ngờ vực của chúng tôi với Hoa Kỳ và không thích Hoa Kỳ đã đạt đến một mức độ chưa từng thấy kể từ khi chúng tôi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 41 năm. Ông Wang nói trong một bài giảng gần đây. So với các vụ việc gồ ghề khác, ông Vương nhận xét thì lần này đã đi quá xa và đụng chạm vào những lĩnh vực khác rộng hơn, mang nhiều cảm xúc hơn và ăn sâu trong dư luận hơn. Đây là hình ảnh công nhân ở Singapore ở một khu ký túc xá trong thời gian cách ly. Dịch cúm Vũ Hán dường như đã mất kiểm soát và có nguy cơ bùng phát trở lại ở Singapore, khi vài ngày gần đây, mỗi ngày Singapore phát hiện thêm 1.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 10.000 ca, gần bằng với Hàn Quốc và Nhật Bản. Tôn Vận từ trung tâm Stimson ở Washington DC cũng nhìn thấy hướng tiêu cực đó và nói: tôi sẽ nói cả hai bên đều có trách nhiệm. Trung Quốc đã cố đổ lỗi cho virus do Hoa Kỳ, một số người Trung Quốc vẫn hay nói vậy, và cố gắng sử dụng cơ hội để bảo vệ tính chính danh và thậm chí là ưu việt của hệ thống chính trị Trung Quốc. Và rằng sức mạnh mềm kết hợp với chính sách ngoại giao, đanh thép đã không được nhìn nhận tích cực ở Hoa Kỳ, Tôn Vận đã nói như vậy. Tuy nhiên, bà cũng cảm thấy rằng một khi Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thành công trong việc kiểm soát cúm Vũ Hán, một số yếu tố rạn nứt sẽ được loại bỏ và hai bên có thể nhìn về mối quan hệ ổn định hơn. Nhưng ông Vương Lập Tư từ Đại học Bắc Kinh thì kém lạc quan hơn nhiều. Ông nói, trong tương lai, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ đầy căng thẳng và xung đột. Không có nhiều cơ hội để thỏa hiệp và điều chỉnh. Khi một cuộc cạnh tranh toàn cầu toàn diện đang trở thành đối đầu hoàn toàn, kịch bản không thể loại trừ đó là cái bẫy. Ông Gang đã nói như vậy. Về thuật ngữ, cái bẫy Thúc Đít có thể hiểu khái niệm qua một câu nổi tiếng của sứ giả cổ điển Hy Lạp, Thúc Đít rằng điều khiến cuộc chiến trở nên không thể tránh khỏi là sự phát triển sức mạnh của Athens và nỗi sợ hãi mà điều đó gây ra ở Sparta. Điều này có vẻ như đang xảy ra với các cường quốc trên thế giới hiện nay là Mỹ và Trung Quốc. Đó sẽ là một viễn cảnh đen tối. Nếu đại dịch cho ta bài học gì thì có thể nói virus sẽ giết chết bất cứ người ta ở quốc tịch gì, ý thức hệ và niềm tin gì. Và điều quan trọng hơn là các quốc gia chia sẻ thiện chí cũng như kiến thức, kinh nghiệm và chuyên môn và bảo vệ toàn thể nhân loại. Và Trung Quốc và Hoa Kỳ nên đi đầu trong nỗ lực này thay vì phá hủy. Nhiều quốc gia và tổ chức tiếp tục củng cố cơ sở pháp lý để kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Đây là hình ảnh Thủ tướng Úc Scott đã dành cả tối 21 tháng 4 để gọi cho các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp và Đức để thúc đẩy một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc virus cúm Vũ Hán. Viện nghiên cứu chiến lược Henry Jackson của Anh cho rằng Trung Quốc có thể bị kiện ra tòa án quốc tế dựa trên 10 điều mục của luật pháp quốc tế với điều khoản bồi thường lên đến 6,5 ngàn tỷ đô la. Trong đó bao gồm những vi phạm về quy định y tế quốc tế, vốn được củng cố từ thời đại dịch SARS bùng nổ vào năm 2005, mà Trung Quốc cũng đã che giấu quy mô thực sự của nó. Và thiệt hại này chỉ được tính riêng trong các nước G7, khi các chính phủ đang phải tung ra ngân sách hỗ trợ người dân thực hiện những biện pháp cách ly, cộng đồng,
qua đó làm đình trệ kinh tế toàn cầu. Báo cáo dài 40 trang chỉ ra rằng, trong một thảm kịch toàn cầu, việc quan trọng là phải báo cáo tức thời để kiểm soát sự lây lan của virus, hành động nhanh chóng dựa trên thông tin chính xác là điều bắt buộc. Và cộng đồng thế giới đã thiết lập ra những quy định y tế quốc tế với yêu cầu của quốc gia cung cấp thông tin một cách mau chóng, chính xác và đầy đủ về diễn biến của những dịch bệnh đang bùng phát. Và nghiên cứu này đã chứng minh một cách thuyết phục rằng trong những phản ứng đầu tiên đối với dịch bệnh, Vũ Hán và Hồ Bắc đã vi phạm các quy định quốc tế. Trách nhiệm rõ ràng thuộc về chế độ cầm quyền ở cấp độ cao nhất, tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thinktax của Anh sẽ gia nhập vào một nhóm ngày càng lớn các tổ chức phương Tây thu thập bằng chứng và dữ kiện để kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Có thể thấy rằng thiệt hại của các nước G7 có một phần rất lớn vì hai lý do. Đó là Trung Quốc đã chậm công bố dịch dẫn đến người bệnh trong nước tự do đi lại lây nhiễm cho toàn cầu. Trung Quốc đã che giấu các số liệu thực sự về số người bệnh và tử vong, dẫn đến việc không thể nào đưa ra những mô hình dịch tễ chính xác nhằm áp dụng chính sách phản ứng phù hợp. Có thể thấy rằng các nước phương Tây dù không tin vào số liệu từ Trung Quốc đã không thể ngờ quy mô che giấu lại lớn đến như vậy. Và Thủ tướng Anh Boris Johnson gần đây đã giận dữ tuyên bố rằng con số thực ở Trung Quốc phải gấp từ 15 đến 40 lần những gì được nhà cầm quyền Bắc Kinh thông báo. Và các nghị sĩ Cộng hòa tại Lưỡng viện Quốc hội Mỹ sẽ tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng về cách thức Tổ chức Y tế Thế giới và Trung Quốc ứng phó với viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Mỹ Johnson, một trong những người chủ xướng cuộc điều tra đối với Tổ chức Y tế Thế giới liên quan quá trình đối phó với cúm Vũ Hán. Đài NBC News dẫn thông tin từ một quan chức của Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Mỹ cho biết, vào ngày 14 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban này, ông Johnson cùng một số thượng nghị sĩ khác đã gửi thư cho Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Theros để thông báo về việc này. Theo vị quan chức này, đây là bước đi đầu tiên trong quá trình điều tra của Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Mỹ. Cũng trong bức thư nói trên, ông Johnson và các nghị sĩ đã yêu cầu những thông tin liên quan đến việc Tổ chức Y tế Thế giới đã thất bại và chậm trễ trong việc ứng phó với dịch cúm Vũ Hán. Và cuộc điều tra trên cũng sẽ tập trung vào một số khía cạnh khác trong dịch cúm Vũ Hán. Cụ thể, tại sao cơ quan dự trữ chiến lược Mỹ không chuẩn bị tốt hơn để phòng chống bệnh dịch? Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích người tiền nhiệm vì đã không dự trữ đủ các trang thiết bị y tế cần thiết cho việc này. Trước đó, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Todd Young cũng đã viết thư cho Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Theros và đề nghị ông tham gia vào phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ vào thời điểm thích hợp. Và ông Young cũng đã ký tên vào bức thư yêu cầu điều tra của Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Mỹ. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Josh Hawley vào ngày 14 tháng 4 đã đệ trình một dự luật trong đó yêu cầu chỉ rõ trách nhiệm của các bên khiến cúm Vũ Hán trở thành đại dịch toàn cầu. Ông Hawley cũng tham gia cùng Thượng viện và Thượng nghị sĩ Tom Cotton công bố một điều luật cho phép Tổng thống áp dụng lệnh trừng phạt với các quan chức nước ngoài tìm cách ngăn chặn bóp méo thông tin về khủng hoảng y tế công trên toàn thế giới. Và Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ cũng đã gửi thư tới Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Theros và yêu cầu ông cung cấp thông tin về mối quan hệ giữa Tổ chức Y tế Thế giới và Trung Quốc và cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới đã hỗ trợ Trung Quốc phát tán những thông tin tuyên truyền độc hại trong dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Cùng lúc đó, Bộ Ngoại giao Úc cũng kêu gọi tiến hành cuộc điều tra độc lập nhằm đánh giá phản ứng toàn cầu đối với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, bao gồm các xử lý khủng hoảng của Tổ chức Y tế Thế giới và Trung Quốc. Và Ngoại trưởng Úc, ông Maris, nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của một cuộc điều tra độc lập về phản ứng đầu tiên của Trung Quốc khi dịch cúm viêm phổi Vũ Hán mới bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào cuối năm ngoái. Ông nói, chúng ta cần biết nhiều thông tin chi tiết về một cuộc điều tra độc lập sẽ giúp chúng ta xác định được nguồn gốc của virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh cúm Vũ Hán, cách xử lý khủng hoảng và chia sẻ thông tin. Bà Payner cũng đã nói như vậy với đài ABC vào ngày 19 tháng 4. Và bà Payner cho biết thêm, bà tin rằng những vấn đề phát sinh liên quan đến đại dịch viêm phổi Vũ Hán có thể làm thay đổi mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc theo một cách nào đó, nhất là khi bà lo ngại sâu sắc về sự minh bạch thông tin của chính quyền miệng Trung Quốc. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Úc, ông Gok Hunt, cũng lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Ông Hunt cũng lưu ý Úc đã đạt được thành công trong việc hạn chế sự lây lan của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, một phần là nhờ vào việc không tuân thủ khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, theo bản tin của AFP đã thông báo như vậy. Và Việt Nam là một nước cũng bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Khi tập hợp được đầy đủ các cơ sở pháp lý, thì nhà cầm quyền tại Hà Nội cũng có thể khởi kiện chính phủ Trung Quốc vì đã che giấu thông tin
để đại dịch lan tràn ra bên ngoài lãnh thổ và gây họa cho người dân và doanh nghiệp tại Việt Nam. Nhưng liệu Ba Đình có chịu đứng về phía quyền lợi người dân Việt Nam hay không? Thì chúng ta vẫn tiếp tục phải quan sát tiếp trong thời gian tới với ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các ủy viên Bộ Chính trị trong thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 23 tháng 4 năm 2020 với bản tin Cuộc đấu Donald Trump, Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới chống bê bối hay trốn trách nhiệm. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de